tháng 1 2022, nhà trường và công đoàn trường trung học cơ sở Tam Quan tổ chức chia tay thầy Hải về nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Kính thưa hội đồng sư phạm, thầy Lê Giang Hải công tác tại trường còn đồng hành với nhà trường từ khi thành lập trường trung học cơ sở Tam Quan. Từ năm 2018-2019 đến nay đã thấm mốc 13 năm, đồng chí cùng đồng hành các nhiệm vụ, góp phần nhiều công sức cho nhà trường trong việc giảng dạy và rèn luyện đạo đức cho các em. Có thể nói rằng cuộc đời dạy học của thầy là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Thầy đã chọn cho mình tương lai nhiều thế hệ vì học sinh thân yêu, người lãi đò vì mục tiêu cao cả duy nhất, tất cả vì học sinh thân yêu. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường cũng đã trưởng thành luôn ghi nhớ tới hình ảnh của một thầy giáo tận tụy hết lòng vì học sinh, với mong muốn giáo dục dạy dỗ các em trở thành những con người có ích cho xã hội. Trong cuộc sống và trong công tác, thầy là người luôn biết vượt lên những khó khăn, mặc dù sức khỏe đôi lúc cũng chưa ổn, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong suốt thời gian công tác, thầy luôn chân tình cởi mở trao quà với đồng chí, đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, thầy cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hôm nay trước khi chính thức nói lời chia tay của sự nghiệp trồng người, chia tay với mái trường trung học cơ sở Tam Quan thân yêu, với đồng nghiệp học sinh, thầy hoàn toàn có quyền tự hào vì những dấu ấn và những đóng góp mà thầy đã để lại trong thế hệ học sinh, trong tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Kính thưa quý thầy cô, vì điều kiện sức khỏe không cho phép, với công sức cống hiến đầy đủ, điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước là niềm hạnh phúc, cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động đối với xã hội. Vẫn biết rằng cuộc đời là những chuyến đi gặp nhau rồi lại chia ly là thường, hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật muôn đời của cuộc sống. Vậy mà đến nhiều phút chính thức nói lời chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Chia tay với thầy, chúng tôi những người ở lại tiếp tục sự nghiệp trồng người mà Đảng và Nhà nước giao phó. Không thể nói hết được tình cảm của mình, chỉ mong rằng thầy mãi mãi là đồng nghiệp, người thầy của trường trung học cơ sở Tam Quan. Trong buổi chia tay này, tình hình dịch bệnh Covid cũng đáng ghi nhớ khoảnh khắc chia tay. Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hội cha mẹ học sinh, cho phép tôi được gửi lời tới thầy cùng gia đình lời cảm ơn, sự kính trọng trước những đóng góp trong suốt những năm qua gắn bó với nhà trường. Mong rằng mặc dù thầy không còn làm việc tại trường, nhưng thầy hãy theo dõi chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin hứa với thầy sẽ duy trì, giữ vững, phát huy những thành quả đạt được, quyết tâm xây dựng trường của chúng ta ngày càng phát triển vững chắc. Rồi cuối cùng xin chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tháng 1 2022, nhà trường và công đoàn trường trung học cơ sở Tam Quan tổ chức chia tay thầy Hải về nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Kính thưa hội đồng sư phạm, thầy Lê Giang Hải công tác tại trường còn đồng hành với nhà trường từ khi thành lập trường trung học cơ sở Tam Quan. Từ 2018-2019 đến nay đã thấm mốc 13 năm, đồng chí cùng đồng hành các nhiệm vụ, góp phần nhiều công sức cho nhà trường trong việc giảng dạy và rèn luyện đạo đức cho các em. Có thể nói rằng cuộc đời dạy học của thầy là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Thầy đã chọn cho mình tương lai nhiều thế hệ vì học sinh thân yêu, người lãi đò vì mục tiêu cao cả duy nhất, tất cả vì học sinh thân yêu. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường cũng đã trưởng thành luôn ghi nhớ tới hình ảnh của một thầy giáo tận tụy hết lòng vì học sinh, với mong muốn giáo dục dạy dỗ các em trở thành những con người có ích cho xã hội. Trong cuộc sống và trong công tác, thầy là người luôn biết vượt lên những khó khăn, mặc dù sức khỏe đôi lúc cũng chưa ổn, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong suốt thời gian công tác, thầy luôn chân tình cởi mở trao quà với đồng chí, đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, thầy cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hôm nay trước khi chính thức nói lời chia tay của sự nghiệp trồng người, chia tay với mái trường trung học cơ sở Tam Quan thân yêu, với đồng nghiệp học sinh, thầy hoàn toàn có quyền tự hào vì những dấu ấn và những đóng góp mà thầy đã để lại trong thế hệ học sinh, trong tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Kính thưa quý thầy cô, vì điều kiện sức khỏe không cho phép, với công sức cống hiến đầy đủ, điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước là niềm hạnh phúc, cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động Đối với xã hội, vẫn biết rằng cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường, hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật muôn đời của cuộc sống. Vậy mà đến nhiều phút chính thức nói lời chia tay, chúng ta ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Chia tay cuối này chúng tôi, những người ở lại, tiếp tục sự nghiệp trồng người mà Đảng và Nhà nước giao phó. Không thể nói hết được tình cảm của mình, chỉ mong rằng thầy mãi mãi là đồng nghiệp, người thầy của trường trung học cơ sở Tam Quan. Trong buổi chia tay này, tình hình dịch bệnh Covid cũng đáng ghi nhớ khoảnh khắc chia tay. Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, mọi cha mẹ học sinh, cho phép tôi được gửi lời tới thầy cùng gia đình lời cảm ơn, sự kính trọng trước những đóng góp trong suốt những năm qua gắn bó với nhà trường. Mong rằng mặc dù thầy không còn làm việc tại trường, nhưng thầy hãy theo dõi chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Chúng tôi xin hứa với thầy sẽ duy trì, giữ vững, phát huy những thành quả đạt được, quyết tâm xây dựng trường của chúng ta ngày càng phát triển vững chắc. Rồi cuối cùng xin chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.